Thưa quý vị, Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết, đường bay Cần Thơ - Phú Quốc sẽ được mở lại từ ngày 28 tháng 10 năm 2024. Theo đó, mỗi tuần sẽ có 5 chuyến bay đi về Cần Thơ - Phú Quốc vào các thứ 2, 3, 4, 5 và 7. Đường bay Cần Thơ - Phú Quốc sẽ do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay ATR-72, sức chứa khoảng 72 hành khách. Việc mở lại đường bay Cần Thơ - Phú Quốc sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thương mại giữa hai địa phương này. Mục tiêu đề ra là đến năm 2025, vận tải hành khách công cộng tại thủ đô đạt từ 30 cho đến 35% là một thách thức không nhỏ, bởi hiện đa phần người dân đang tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân. Việc tìm giải pháp để xe buýt, tàu điện thủ đô thêm thu hút nhiều người bỏ xe cá nhân, sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng là vấn đề đặt ra tại tọa đàm Cách nào để xe buýt Metro thủ đô thêm hút khách do báo Giao thông tổ chức vào ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội. Hà Nội hiện có tổng số 153 tuyến buýt đang khai thác vận hành, trong đó có 128 tuyến buýt trợ giá, 9 tuyến buýt không trợ giá, 13 tuyến buýt kế cận và 3 tuyến City Tour. Những năm gần đây, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực mở rộng mạng lưới, đầu tư đổi mới phương tiện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý điều hành, giúp người dân tiếp cận dịch vụ vận tải hành khách công cộng dễ dàng hơn. Từ năm 2021 đến 2024, Hà Nội có thêm 2 tuyến tàu điện Metro Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Ga Hà Nội kết nối với xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, sản lượng hành khách vẫn không được như kỳ vọng. Tại tọa đàm, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia doanh nghiệp đã thảo luận đưa ra những định hướng giải pháp cụ thể hơn cho những chặng đường tới đây như rút ngắn thời gian đi lại cho người dân khi sử dụng dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng bổ sung đầu tư các điểm dừng, nhà chờ khách cho vận tải hành khách công cộng. Với chủ đề Công nghệ mở tương lai xanh, triển lãm ô tô và xe máy Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thu hút sự tham gia của đại diện từ các hiệp hội lớn như Hiệp hội Nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Nhóm Nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, các hãng xe nổi tiếng. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm khu vực Bullet Time với công nghệ ghi lại khoảnh khắc 360 độ hay công nghệ AR Filter. Trên nền tảng số, cho phép người dùng tương tác với mẫu xe yêu thích trong không gian ảo ngay trên thiết bị di động mà không cần cài đặt ứng dụng. Năm nay, triển lãm quy tụ 19 thương hiệu ô tô và xe máy hàng đầu cùng hơn 50 thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ hội để các nhà sản xuất giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất đến từ người tiêu dùng Việt Nam, từ các mẫu xe điện tiên tiến đến những mẫu xe truyền thống đã được cải tiến về mặt công nghệ và hiệu suất, cũng như việc điện hóa để giảm khí thải toàn cầu. Sự kiện hứa hẹn nhiều thành công, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô và xe máy tại Việt Nam, với sự đổi mới không ngừng từ công nghệ và sự phát triển bền vững. Quỹ tài chính carbon chuyển đổi cam kết tài trợ hơn 33 triệu đô la Mỹ và có thể tăng lên đến 40 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 990 tỷ đồng cho việc chi trả tiền thí điểm tín chỉ carbon lúa ở đồng bằng sông Cửu Long theo đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Việc giải ngân sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, có hiệu lực trong 12 tháng. Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ phê duyệt tài trợ bằng việc ký thỏa thuận chi trả tiền giảm phát thải. Bên cạnh đó, quỹ sẽ tài trợ 2 triệu đô la Mỹ để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực hiện cam kết về giảm phát thải. Tháng 7 vừa qua, sau khi hoàn thành thu hoạch, nhiều nông dân ở thành phố Cần Thơ được thưởng tiền mặt khi trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính. Thưa quý vị, nhằm xây dựng triển khai các sáng kiến và hoạt động phát triển bền vững ngành dệt may và da giày, sáng ngày 26 tháng 9, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương cùng Tổ chức Sáng kiến và Thương mại Bền vững Hà Lan IDH đã ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển bền vững ngành dệt may và da giày Việt Nam tại Hà Nội. Dệt may da giày là ngành tạo việc làm cho hàng triệu lao động và xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Song bên cạnh các cơ hội nâng cấp phát triển, ngành này cũng phải đối mặt với thách thức khi nhiều thị trường đã bắt đầu đưa ra các yêu cầu về thiết kế sinh thái và bền vững, truy xuất và minh bạch chuỗi cung ứng. Do đó, các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, cần nhanh chóng cải thiện, minh bạch thông tin chuỗi cung ứng sản phẩm, từ khâu nguyên liệu, sản xuất bền vững, hướng đến kinh tế tuần hoàn, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển bền vững ngành dệt may và da giày Việt Nam được ký kết cũng sẽ góp phần đẩy mạnh việc áp dụng, nhân rộng các mô hình phát triển bền vững, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm thân thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước, góp phần thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về phát triển bền vững.
Bản ghi nhớ này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, nâng cao hiệu quả năng lượng và thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc để sớm hoàn thiện dự án vành đai 2. Dự án có vai trò kết nối trục Đông Tây và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Mặc dù vậy thì cho đến nay, tiến độ khép kín dự án này vẫn còn chậm. Mang theo nhiều kỳ vọng khi khởi công từ năm 2017, đoạn 3 dự án vành đai 2 dài 2,7 km khi đạt 44% khối lượng đã ngừng thi công từ năm 2020 đến nay vì vướng thủ tục pháp lý và mặt bằng. Sau 5 năm, cây cỏ đã phủ kín hiện trạng công trường và công tác gỡ vướng vẫn chưa xong. Đến năm 2023 thì Quốc hội có nghị quyết 98 để tháo gỡ vướng mắc cho thành phố Hồ Chí Minh. Về phía doanh nghiệp dự án cũng là rất là mong mỏi và rất là mừng khi nghị quyết 98 được ra đời thì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên là đến nay thì cũng đã trên một năm thì mặc dù thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các sở ngành thực hiện rất nhiều lần nhưng tuy nhiên những cái vướng mắc vẫn còn tồn tại. Chia sẻ rõ hơn, đại diện chủ đầu tư dự án BT đoạn 3 vành đai 2 cho biết quy trình thanh toán và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đã qua nhiều lần rà soát hơn một năm vẫn chưa hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng để ký phụ lục hợp đồng tiến tới khởi động lại dự án. Chủ đầu tư khẳng định nếu mọi việc thuận lợi sẽ hoàn thành, bàn giao dự án sau một năm thi công. Nhìn nhận tầm quan trọng của tuyến vành đai 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đang đốc thúc công tác chuẩn bị mặt bằng để sớm khởi công đoạn 1 và đoạn 2 của dự án đi qua địa bàn với chiều dài hơn 6 km và 1.161 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban thường cũng như là phối hợp các phòng ban là bàn giao cái móc của dự án cho các phường và các cơ quan có liên quan. Thứ hai là công tác đo đạc kiểm đếm. Thứ ba là cái công tác ra cái thông báo thu hồi đất là cũng là đạt 100%. Thành phố Thủ Đức đặt mục tiêu đến tháng 9 năm 2025 hoàn tất bàn giao mặt bằng để khởi công hai đoạn tuyến này. Như vậy có thể thấy việc khép kín dự án vành đai 2 sẽ khó hoàn thành trong ít nhất 2 năm tới. Muốn cho nó hoàn thành con đường này nó càng sớm càng tốt. Cái để nó kéo dây dưa hoài như vậy hoài luôn là biết bao lâu rồi mà coi như bà con ở đây là cứ bảo là quy hoạch rồi nên ra là nhà cửa xây dựng gì cũng khó khăn nữa, đủ thứ chuyện trên đời hết á. Vành đai 2 được quy hoạch từ năm 2007, dài 64 km, quy mô 6 đến 10 làn xe. Tuyến đường bắt đầu từ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh qua cầu Phú Mỹ, quận 7, ra ngã tư Bình Thái, nối vào nút giao Gò Dưa, thành phố Thủ Đức. Điểm cuối ra quốc lộ 1 và chạy vòng về Nguyễn Văn Linh, tạo thành đường bao quanh thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn tuyến đã hoàn thành 50 km. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 3 ngày qua trên địa bàn huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã không còn mưa. Các gia đình phải sơ tán trong đợt mưa lũ từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 đã bắt đầu quay về dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên thì có không ít hộ dân đã phải chuyển sang nhà tạm vì nơi ở cũ đã quá mất an toàn. Sau đợt mưa bão vừa qua, tại bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện thêm nhiều vết sụt lún. Các vết có từ trước đây đã sâu và rộng hơn. Sau đợt di rời cách đây vài ngày, 38 hộ dân trong bản đã không thể về nhà cũ do mất an toàn nghiêm trọng. Trừ đi một số gia đình về ở cùng người thân, trước mắt xã Trung Xuân đã xây dựng 20 ngôi nhà tạm cho bà con. Xã thì cũng đề nghị với huyện thì làm sao hiện nay là trong quá trình di rời đi về đây ấy, thì nó khó khăn về điện và nước. Thì đây xã cũng muốn đề xuất với huyện là sớm có cái biện pháp làm sao là có thể đắp cái công tơ tạm để cho các 38 hộ dân này người ta được sử dụng điện, cũng đồng thời là cũng là có cái phương án giúp cho 38 hộ dân này để có cái nước sinh hoạt đấy từ trên cái bản cũ kéo về đây. Thì để đánh giá chính xác nguyên nhân nứt sụt lún, huyện Quan Sơn đã đề nghị tỉnh Thanh Hóa cử cán bộ có chuyên môn tới khảo sát và đánh giá chuyên sâu. Về lâu dài, huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét bổ sung bản Muỗng vào đề án sắp xếp ổn định dân cư, bố trí khu tái định cư cho gần 40 hộ gia đình trong bản. Mới đây tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức chương trình trò chuyện ý nghĩa cùng các tác giả bộ sách tiếng Việt giàu đẹp. Đây là lần đầu tiên chọn bộ sách được giới thiệu tới bạn đọc với sự tham gia của đầy đủ 5 tác giả góp mặt trong bộ sách. Tại sự kiện, bạn đọc có cơ hội giao lưu trực tiếp với 5 tác giả của bộ sách là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Ngọc Lan,
Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Sâm, nhà báo Dương Thành Truyền và nhà báo Lê Minh Quốc. Các tác giả đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về quá trình sáng tác những khám phá mới về ngôn ngữ Việt. Khi chúng ta tìm về tiếng Việt, chúng ta giữ gìn cái bản sắc của người Việt thông qua ngôn ngữ. Điều này tôi cho rằng hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi vì mỗi dân tộc đều có tiếng nói của mình, đó là một vốn tài sản quý báu. Tiếng Việt mình nó có một cái vẻ đẹp, có sự đặc sắc và nó có một sức mạnh rất là đặc biệt. Chỉ có điều là vì mình quá quen, nhiều khi quá quen rồi mình không nhận ra nó. Bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp từ lâu đã trở thành một trong những bộ sách tham khảo quý giá về ngôn ngữ Việt. Với 11 tựa sách, bộ sách đã mang đến cho độc giả những góc nhìn đa chiều, sâu sắc về sự phong phú và đa dạng của tiếng Việt ở các vùng miền trên tổ quốc. Có những cái từ mà ở ngoài Bắc cũng dùng nhưng mà cái nghĩa nó không khác. Ví dụ như từ đèo bồng, từ mỏ ác thì mỗi vùng nó có cái nghĩa khác. Cho nên là qua đó thì cô muốn là người ở các vùng miền không còn xa lạ với những từ ngữ của Nam Bộ. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để truyền thông cho cái bộ sách này và cũng như là lan tỏa bộ sách này đến nhiều độc giả trẻ hơn để giúp cho các bạn hiểu và sử dụng tiếng Việt đúng cũng như là làm giàu cái vốn tiếng Việt của các bạn. Bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp được giới thiệu từ những năm 2000 với sự tham gia của nhiều giáo sư ngôn ngữ đầu ngành trên cả nước, được giới chuyên môn đánh giá, không chỉ được dùng để tham khảo trong nhà trường cho người làm việc sáng tạo mà còn rất hữu ích với những người làm truyền thông sáng tạo nội dung hiện nay, góp phần lý giải nhiều điều thú vị về ngôn ngữ tiếng Việt. Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch văn hóa quận Bắc Từ Liêm. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Mở đầu chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và 12 nhà thiết kế đại diện của ba miền Bắc Trung Nam. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, gửi gắm thông điệp vì hòa bình. Với hơn 100 gian hàng, sự kiện xúc tiến quảng bá văn hóa du lịch nhằm phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa bản sắc cũng như quảng bá văn hóa vùng miền, đồng thời xúc tiến giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương, điểm đến du lịch của thủ đô với du khách, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 tại Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị. Sau nhiều lần điệp khúc lùi lịch trễ hẹn, theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, dự án đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, Metro số 1, lộ trình Bến Thành Suối Tiên đang trong giai đoạn tăng tốc để kịp tiến độ vận hành chính thức vào cuối năm nay. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, việc chậm tiến độ dự án đường sắt đô thị đầu tiên có thể dẫn đến nhiều bất lợi cho đô thị đầu tàu cả nước. Đáng lưu ý, sự mất điểm lớn nhất vẫn là năng lực cạnh tranh giảm và môi trường đầu tư chắc chắn cũng bị ảnh hưởng trong các thang điểm khảo sát xu hướng đầu tư hàng năm của các đối tác khu vực và quốc tế. Thời gian qua, biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Trung. Tình trạng này đã gây hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, ảnh hưởng không nhỏ đến nông dân. Trước tình hình đó, các bộ ngành địa phương, người dân đã thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, vừa thích ứng biến đổi khí hậu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo bài viết trên báo Lao động, trong những tháng cuối năm 2024, động lực tăng trưởng được các chuyên gia dự báo đến từ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng nhờ nhu cầu vốn để hồi phục, phát triển kinh tế, đồng thời kích thích tiêu dùng của người dân, giúp tăng trưởng tín dụng năm 2024 có thể đạt mức mục tiêu từ 14 đến 15%. Bên cạnh đó, ngành hàng không cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi lợi nhuận tốt trong năm 2024 do du lịch Việt Nam gần như đã phục hồi 100% so với bối cảnh trước dịch. Sự phục hồi của ngành du lịch kéo theo sự hồi phục đáng kể của ngành hàng không trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, đầu tư công cũng là một trong những trọng điểm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Thống kê sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước cho thấy có khoảng 116.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng do bão số 3, với hơn 83.400 khách hàng bị thiệt hại.
Một số địa phương có dư nợ thiệt hại lớn bao gồm Yên Bái, theo sau là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh. Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, hiện hầu hết các ngân hàng đều đã thực hiện ngay các giải pháp miễn giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Một số ngân hàng chấp thuận giảm lợi nhuận để hỗ trợ tối đa tiền lãi cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng cam kết các gói tín dụng ưu đãi cho vay mới. Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, bờ sông Thu Bồn, đoạn qua xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thường xuyên bị sạt lở, làm mất đất sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Tình trạng sói lở đã tiến gần vào khu dân cư. Trước thực trạng trên, chính quyền tỉnh Quảng Nam giao thị xã Điện Bàn tổ chức xử lý trước mắt tình trạng sạt lở bờ sông, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Điện Phước triển khai các bước xử lý ban đầu để hạn chế tình trạng sạt lở, tổ chức khảo sát đánh giá, lập dự án đầu tư xử lý sạt lở trong trường hợp cần thiết. Thưa quý vị, tiền sử dụng đất là lo lắng lớn nhất của doanh nghiệp, người dân. Khi mà sắp tới, thì bảng giá đất các địa phương ban hành theo luật đất đai 2024 sẽ tiệm cận giá thị trường. Việc này đồng nghĩa với số tiền của người dân đóng có thể sẽ cao hơn nhiều lần so với trước đây. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, luật đất đai 2024 đề cập việc xây dựng bảng giá đất mới phải phù hợp với nguyên tắc thị trường. Giá giao dịch này sẽ biến động tùy thời điểm nên việc xây dựng bảng giá cũng cần khảo sát, điều tra kỹ lưỡng, đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên và được cập nhật liên tục. Theo thông tin trên báo Giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để giải bài toán ùn tắc đang diễn ra nhức nhối. Trong đó có thí điểm đèn giao thông thông minh tự điều chỉnh tín hiệu theo lưu lượng giao thông thực tế, thay đổi lộ trình xe ô tô. Cùng với điều chỉnh hạ tầng giao thông, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt. Đối với các tuyến nội thành, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã có chủ trương chuyển đổi sang các dòng xe vừa và nhỏ, từ 30 đến 40 chỗ và từ 41 đến 50 chỗ để phù hợp hơn với hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu.